Ngày 24 tháng 2, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao 3 cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp không thu tiền theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hơn 1.868 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đợt 2 cho tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk và Gia Lai để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh xuất cấp không thu tiền 701 tấn gạo, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên xuất cấp không thu tiền hơn 807 tấn gạo, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên xuất cấp không thu tiền hơn 360 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk và Gia Lai để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao 3 cục dự trữ nhà nước khu vực hoàn thành giao nhận gạo đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2022. Cùng ngày, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã có công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban 3 tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Gia Lai sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ đảm bảo đúng định mức theo quy định, đồng thời chỉ đạo các sở ban ngành của địa phương phối hợp với các cục dự trữ nhà nước được giao nhiệm vụ trong việc giao nhận gạo để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.